chào vì các bạn. Hôm nay Lan Chevo xin chia sẻ cho quý vị bạn cái cảnh của đường phố của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng quý vị. Thì cái đây đang là đường Bùi Thị Xuân này. Đường Bùi Thị Xuân của thành phố Đà Lạt quý vị. Xe cộ rất là đông đúc, rất là xe du lịch. Đà Lạt hôm nay là diễn ra lễ Festival Hoa Đà Lạt diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 12. Cho nên là khách du lịch là rất là đông. Họ về Đà Lạt để mà họ đi lễ Festival Hoa Đà Lạt nữa vậy. Đó, cho nên là mấy ngày nay là ở Đà Lạt là khách sạn là cháy phòng luôn. Đó, và xe cộ rất là đông đúc. Đây là tôi đang quay trên con đường Bùi Thị Xuân này. Quý vị thấy khách du lịch đông ghê không? Đó, xe du lịch cũng quá trời luôn. Xe du lịch là đông nghẹt luôn á, kẹt xe luôn rồi quý vị. Chỗ này mấy tòa nhà cao tầng rất là nhiều, khách sạn nó nằm gần đây rất là nhiều rồi, quán xá rất là đông đúc. Kẹt xe luôn rồi, xe du lịch nhiều quá, xe lớn và xe nhỏ nhiều quá. Ở gần đây rất là nhiều khách sạn. Đường Bùi Thị Xuân, con đường này cũng hẹp và nó có cái ô vòng cua. Ở chỗ đây là có một cái khách sạn cũng rất là đẹp, kiểu dáng màu trắng, đó là cái khách sạn Dragon King người, Hotel Dragon King. Dragon King Hotel này ở phía dưới cái khách sạn này là có một cái nhà hàng buffet. Ở đây là cái cảnh cái cổng, cái lối đi vào của khách sạn hotel. Mình vô mình coi cái khách sạn này nữa nha. Đang mùa Noel, chuẩn bị tới mùa Noel, trang trí cái thông Noel rất là đẹp. Cái này là công ty bất trách nhiệm hữu hạn bất động sản Kim Thành. Đây là cái sảnh của tiếp tân của khách sạn các vị. Sảnh trang trí rất là đẹp. Hả? Hỏi thăm thử đi. Cái này có hoa giấy rất đẹp. Đây là chỗ tiếp tân các bạn. Đây là Dragon King Hotel.
hay là thang máy. Ngoài nhìn vô